Hội chữ thập đỏ huyện Phong Điền phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ và đoàn y tế Good Samaritan Medical Dental Ministry vừa tổ chức khám và chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện Phong Điền. Tại đây thì đội ngũ thầy thuốc trong đoàn đã tư vấn sức khỏe, khám bệnh tổng quát, siêu âm, xét nghiệm, khám mắt, răng, hướng dẫn cách phòng chống các bệnh thường gặp và cấp thuốc miễn phí cho hơn 190 người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương đồng thời đoàn còn tặng kính mắt cho người dân có bệnh về mắt